Xin chào biết vị nào đó đi chứ. Dạ. Cho em nhỏ này muốn chụp hình với mình. Ngon quá. Em thử anh nè, có lừa đảo mình gì không nha mọi người. Thank you. Chào buổi sáng tất cả mọi người từ Varanasi. Hiện tại thì Huy đang có mặt ở sông Hằng. Ngày hôm qua thì Huy có làm một cái clip ở đây, Huy đã tắm dưới sông Hằng rồi. Mà hôm qua tại vì buổi chiều trời tối quá cho nên là mình không có thấy được nhiều cảnh. Hôm nay mình đi xuống sông Hằng vào buổi sáng mọi người để nhìn thấy cảnh ở đây. Mình muốn xem thử ban ngày nó đẹp đến cỡ nào. Mình đang đi bộ xuống dưới sông Hằng nha. Ở đây có một cái bậc thang. Mọi người đang nghỉ mát ở đây. Chúng mình đang đang chờ đến bài. Thank you, have a nice day. Mấy bạn nó rủ mình chơi đánh bài online. Nhiều người quá. Chú này ngủ được ở chỗ này cũng hay ghê á. Anh này anh cào cái trái gì đây ta? Hay quá vậy ta? Hello, say hello. Thai pizza. Hả? Eight now money? Ten rupees. 10 rupees. 10 rupees cho một lần quay phim. Ten rupees. Okay, I like you. 10 rupees. Five. 10 rupees. You say 10 rupees. Thế mà nó không lấy là mình đi với mọi người. 10 rupees, you don't say. There you go. You say 10 rupees. Take it. And go. Có rất là nhiều cụ bà ở đây đang ăn xin nha mọi người. Nhiều người ấy đang xin đó. Mình cảm giác giống như là cho một người á, xong rồi rất là nhiều người đến đây. Hả? Sao? Hand. Take your hand. Okay. For what? Hand. Kidna. No. No problem. 50. No. Chú này đòi bóp tay mình xong rồi lấy. That's okay. I shall look around here. Thank you. Có một số người sẽ tới xong rồi cầm tay của bạn á, xong rồi họ sẽ đòi tiền massage, họ bóp cái tay mình luôn vậy nè. Đầu tiên là họ sẽ giơ tay ra để cho mình bắt tay họ, xong rồi họ bóp tay, xong họ nói là họ đã làm massage cho mình rồi cho nên họ sẽ đòi tiền. Bên đây họ bán đồ cúng rất là nhiều nha mọi người. Mình không nghĩ là ban ngày sẽ có nhiều điều diễn ra ở đây đến như vậy. Mọi người có thể thấy là buổi trưa ở đây á, người ta bắt đầu đi xuống dưới những cái gác này để người ta đi tham quan cũng như người ta tắm ở đây rất là nhiều. Hả? Video. No. Kidna. Huh? Kidna. Huh?
24 24 Dutch 20 wait 24 Dutch? Yes, yeah, 20. Đây là khách. What is that? Rồi nó cãi nhau mọi người ơi. Nó giành khách mọi người ơi, nó cãi nhau. Sao quay. 20. No. No. I don't want to take a cut out. Yeah. But I will take. Oh no. I take a picture of you. Okay. 20 rupees. I take a picture. Picture. Okay. Wait. Chen. She told me 20. Chen. Oh, I will go to police station. Police station. Hey, Chen. Thôi để xin bạn nhỏ nó đi đổi tiền đưa lại cho mình bao nhiêu tiền nha. You have to change for me. How much? Yes, 10 rupees. Say. Say for her. Take money from her. Take money. 50. No, it's I go to police station. Share. Hello. Huh? For what? Namaste, babe. Huh? Namaste. That's okay. This second, huh? No problem. But yeah, Japan. Kitna rupees. What? No rupees. 0 rupees. How? Oh, mình không thể tin được mọi người. Okay, take care. See. Watch. No. Thanks. Hey, Masaji. No, thanks. Ai cũng đòi bắt tay xong rồi massage. Anh này muốn chụp hình với mình mọi người ơi. Oh, sorry. Well, maybe we need to move here. The sun. Yeah. Okay. No. Thank you, brother. Excuse me. Mọi người có thể thấy ở đây giống như một cái khu nghỉ dưỡng vậy đó. Có một cái ngôi đền nhỏ ở đây. Họ đang vệ sinh ngôi đền này. Rất là nhiều người đến đây để tắm nha mọi người. Hầu như những người đến đây là người ta thường đến đây buổi sáng xong rồi họ tắm ở đây rồi họ lên trên đây cầu nguyện về dân lễ. Mình thích những cái màu sắc ở cái khu vực sông Hằng này mọi người. Nhìn nó sặc sỡ và rất là đẹp. Ồ, có những người họ đem ảnh thờ của ông bà cha mẹ của họ tới đây á, xong rồi họ sẽ cầu nguyện. My place here. Your place here? 50 rupees.
Okay. 50 rupees. No more. You have 50? Yes. 50 rupees? Yes. Right. Are you recording? Yeah. 50 rupees? Yeah. Okay. Sit here? Yes. First, you take picture. Okay. Let's do it. Me? I'm ready? Yeah, this take I'm out. Ready. This take out. Thank you. Yes. Ah. अभी फोटो खिंचवाई अभी नहा के आओ नहा के आओ क्या आई टेक माय शॉट ओके या रेडी रेडी आई एम रेडी दिस ओके 50 रुपीस राइट या 50 रुपीस कोरिया आई एम वियतनामीस जापान वियतनामीस वियतनामीस हां वियतनाम Mình đang tận hưởng một cái loại massage, local massage. Local massage? From Varanasi. अरे हमारे पति होंगे नहीं कि ये वाके हम कैसे भरो तो भरो हम गिरा दे रहे थे लुक्का आएगा है ना गिरा दे रहे थे मैं अन्ना नॉन ये है कहीं के तो आएगा लगा लगा चलता है कहाँ फोर दला उसके बाद हम चारी करो तो तुम आजी बा तो वही बा आएगा तो हम होगा हम बस कहीं जा रहे हैं कितना मिनट How many minutes? What? How many minutes? Yeah, how many minutes? 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes. But 50 rupees yeah. for kidnap minutes? 5 minutes. 5 minutes? Okay. 5 phút cho 50 rupees. Mình hy vọng là mình sẽ không bị lừa đảo thêm bất cứ lần nào hết. Để xem thử anh này anh có lừa đảo mình cái gì không nha mọi người. Hi me. You know me? I know you. That okay? Chala to. कराते có mấy bạn nữ đang nhìn thấy mình massage thấy mắc cười quá cho nên hơi cười Good. Ah, it's good. So hello. I give body massage. No. Just here. Just stop here. Just stop. I'm down. It's enough. Mình nghĩ là đủ rồi mọi người. Just massage here. Okay. I give leg here. It's better here. It's okay. It's okay. Look. No. It's okay. Good, right? Này. Mình cảm thấy giống như là ổng đang lừa mình vậy đó. Ổng bóp ở trên đầu xong rồi ổng bóp xuống dưới xong rồi ổng đòi thêm tiền của mọi người. Thank you. Chill now. I pay for you. 2 rupees. 100 rupees? No, 50. Happy? I'm good. Yeah, bhai. Yeah, give 100. Happy. I give you 60 rupees. Thank you. Như là mình bị lừa đảo nhiều rồi, giờ mình quen rồi mọi người. Mình vừa mới đi bộ ở dưỡng cái gác lên trên đây. Đây có một cái con đường hẻm, nhìn khá là nhỏ và ở trên đây họ bán
lassi mọi người. Lassi right? Lassi right? Lassi. Kitna ruby, kitna ruby? 40 rupees. 40 rupees. Can I have one, please? Kapanda nodu kitha kavu dude. Ha, half of full ke liye. Ha, itna dur se aage na abhi. Nay bia phu ko bhi de do dudh le ke. Mình sẽ thử cái lassi ở đây nha mọi người. Mình không biết ở bên trong có gì hết. Dạ. Thank you so much. Oh, nó lạnh. Cold. Oh, lần đầu tiên ăn lassi mọi người ơi. Mình nghe nói đây là cái sữa dê lên men. Nhưng mà cái vàng vàng này là cái gì mình không biết nữa. Nó nói là cream. Ở trong đây có vài lát dừa nữa. Hãy giống với sữa chua nha mọi người. So good, so good. It's so good, so good. From Vietnam. How many days? How many days? 3 days. Tomorrow we go to New Delhi. I don't know. Ông nghe ông nói gì hết? What is your name? What's your name? My name is Hui. 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 Việt, Việt, Nam, Nam, đó là gì? Thank you so much. Anh sẽ có cái gì cần có sẵn đó. À, ngon quá. Yes, sir. We can put this one. Yeah, this way. Throw it here. Okay. So we have. Catch it up. Oh, mình dục, mình sợ lẻ quá. 40 rupees, right? Thank you so much. Juice kante manchi ra di. Oh, lần đầu tiên thử lassi. This lassi đó. Hello. Hi. Mình thấy lassi rất là ngon nha. Một món mà mọi người phải thử khi đến với Varanasi. Oh, ông này bán cái gì vậy ta? Giống như một chiếc thuyền mọi người. Wow. Họ sẽ bỏ một cái cây đèn cầy vô trong chiếc thuyền, xong rồi nó sẽ chạy trên nước. Cho mọi người xem nè. Oh. Cái này nó chạy bằng sức nóng nha mọi người. Họ bỏ cái đèn cầy vô trong đây nè, xong rồi nó sẽ chạy 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 vòng tròn. Đây này trò chơi của mấy em nhỏ. Có một bạn nhỏ đang đợi chuẩn bị mua thuyền. Lần đầu tiên mình thấy một cái sản phẩm trò chơi handmade ngay tại Varanasi. Ở đây có rất là nhiều cái mới lạ mà mình không thể ngờ được mọi người. Mình đi dạo một vòng quanh khu này thì mình thấy ở đây có một cái quảng trường rất là rộng. Ở khu này có vẻ là sạch sẽ hơn những khu khác. Và phía sau lưng mình có những cái chùa với những cái đền rất là đẹp mọi người. Mình thấy có hai ban cảnh sát đang đứng ở bên kia để canh gác. Có vẻ cái khu này được bảo vệ và được bảo tồn rất là nghiêm ngặt nha. Mọi người có thể thấy ở phía bên kia đang có một cái lò thiêu xác người chết bên đó rất là lớn.
ở cái video trước á, thì mình có quay cho mọi người xem về cái cách mà người ta thiêu người chết. Nhưng mà đi tới đây rồi mình mới thấy phía bên đó nó rộng lớn hơn. Can I take a selfie with you? Yeah, of course. Yeah. À, cho em nhỏ này muốn chụp hình với mình. Can you take one photo? Right here? Yes, yeah. Are you from here? Korea? Ah, I'm from Vietnam. Oh, Vietnam. Sorry. We're from India. India, you from Varanasi? Varanasi? No, we are from Chhattisgarh. From the north, the south of... The north. Center. Center. Yeah. One single. Are you a YouTuber? A singer? Blocking? You're blocking? I'm Choyva Pilapia. I'm a single lady. Yeah. You're a singer? Yes. Okay. You okay. Welcome. Adi, single? Yeah? Thank you so much. Thank you. Thanks. Have a nice day here. What is your channel name? Who hate you? Huy Heidi. Okay. Huy Heidi. H-U-Y. H-U-Y. And A-A-Y. H-U-Y-I-I-Y. Y, yeah. D-I. E-I. Yeah, that's okay. All. You remember that's that? That's a new name. It's okay. Okay, enjoy, huh? Yeah, you nice also enjoy. Make a vlog. We're gonna see you along. Okay, I'll give us later. Okay, yeah. Thank you, have bye. Have a nice day. Mình thật sự rất là vui khi mình đến Ấn Độ á, có rất là nhiều em nhỏ cũng như những người mà muốn chụp hình với mình. Không biết là có vẻ, tức là họ thấy mình đẹp trai, mọi người thấy mình đẹp trai không? Mình có thể kiếm được rupees ở Ấn Độ và nhờ vào việc chụp hình đó mọi người. Mỗi ngày có rất là nhiều người muốn chụp hình với mình. Mình muốn qua bờ sông bên kia để cưỡi lạc đà ở bên đó, nhưng mà chắc bây giờ hết giờ rồi. Mình phải trở về khách sạn để nghỉ ngơi. Để chuẩn bị cho chuyến đi tiếp theo. Huy cảm ơn mọi người đã theo dõi video này của Huy nha. Hẹn gặp lại mọi người ở những video lần sau. Nhớ đăng ký kênh để ủng hộ Huy nha. Bye bye mọi người. Cheese. Thank you. Okay, have a nice chocolate.